Trào lưu chụp ảnh Tết với con vịt khuấy đảo khắp cõi mạng. Chỉ cần gõ từ khóa chụp ảnh Tết với vịt, mọi người sẽ thấy hàng loạt hình ảnh đoạn video khoe thành quả đu trend của nhiều bạn trẻ. Đạo cụ là những chú vịt có bộ lông trắng và chiếc mỏ vàng. Thay vì chụp ảnh Tết với các đạo cụ quen thuộc như bánh chưng, cành mai, cành đào, giới trẻ đã sáng tạo đua nhau chụp ảnh Tết cùng con vịt. Đông đảo bạn trẻ hưởng ứng đặc biệt nhiệt tình trên mạng xã hội TikTok. Để bộ ảnh có dấu ấn cá nhân, ấn tượng bắt mắt hơn, nhiều bạn trẻ đã sử dụng thêm các đạo cụ khác như giỏ tre để đựng vịt hay nón lá, trái cây. Người tiên phong tạo ra xu hướng chụp ảnh Tết độc lạ này được cho là nữ nhiếp ảnh gia Gen Z nổi tiếng Vũ Thụy Khuê. Ngay sau khi những bức ảnh với concept Tết cùng con vịt được đăng tải nhận về hàng nghìn lượt tương tác và hàng trăm lượt chia sẻ. Sau đó, phong cách chụp Tết mới lạ nhưng không kém phần dễ thương này đã được giới trẻ dần dần hưởng ứng.